Xin chào 500 anh em, tuần vừa qua anh em thế nào? Tất cả anh em thấy sao nếu trở thành một thanh niên thế hệ Gen Z, vừa dũng cảm như siêu anh hùng, vừa tinh nhanh như một nhà bác học? Ôi sồi ôi, nghĩ đến thôi mà cứ phải gọi là hoàn hảo. Để làm được điều đó thì chúng mình cần luyện tập bằng cách vượt qua các thử thách tìm ma và mọi thứ đặc biệt xuất hiện trong các bức ảnh dưới đây. Có bao giờ bạn gặp trường hợp này chưa? Đi ngủ mà quên không đóng cửa sổ hoặc là cứ để cửa sổ mở thế này ấy. Chợt mở mắt nhìn xa xăm thấy gì đó thì sao nhỉ? Đang lim dim trong cơn mơ còn bật thắt dậy, nữa là nhìn thấy lờ mờ thật sự như thế này, đúng là mình không dám tưởng tượng nữa. Dường như những người đang đưa tang trong không khí ảm đạm u buồn bao trùm này thì còn có một vài vị khách vô cùng đặc biệt nữa, bạn thấy không? Có lẽ đây là linh hồn của người nhà hoặc của chính người đã mất hiện về, khó tin nhưng ngoài thực tế có thể cũng có đấy, chẳng qua bọn mình chưa có duyên gặp thôi. Nhà anh Giai này có một con chó, nó rất hay chơi trốn tìm nhưng có quá nhiều đồ đạc và lắm hoa lá cành, làm anh rất hoang mang style mỗi khi muốn tìm nó, bạn ra mặt giúp anh ấy tìm nào. Pha ẩn nấp hơi bị lừa tình đấy nhá, nhìn tưởng là lợn không à, mà lại có một con chó. Một vụ xả súng sắp diễn ra và có một người đang ẩn nấp ở đâu đó mới có sức mạnh thần thông cứu những người vô tội và dĩ nhiên bạn tìm ra người đó thì bạn sẽ là anh hùng. Trăm người chơi khẳng định mình tinh mắt cũng không tìm ra được người đàn ông đó núp giữa hai gốc cây này đâu. Bạn nào mà tìm được thì comment ngay để chứng tỏ nhá. Tinh mắt là chưa đủ mà bạn cần sự dũng cảm không hay nói nhảm thì mới dám đối diện với một thứ đặc biệt có trong khung hình gây hoang mang này. Bạn biết không, đây là căn nhà ma số 138 Hàng Chống, Hà Nội. Nơi đây ám ảnh kinh hoàng với người dân thủ đô tới bây giờ bởi luôn có linh hồn của người phụ nữ đã bỏ mạng, oan vất vưởng, khiến cho không chủ nào có thể trụ được đến vài hôm. Chính chủ của bức ảnh cũng phải hoang mang khi tìm một điếu tẩu thuốc đang hút dở của mình, khỉ gió không biết rơi đâu mất các bạn nhỉ. Suýt thì mất nguyên ngày để đi tìm mỗi cái điếu thuốc cho anh thanh niên. Chắc chắn đến cả nhà khoa học chuyên dùng kính hiển vi cũng phải ngả nón bái phục đôi mắt thường của bạn nào nhìn ra. Quá gắt luôn. Nếu bạn không thể tìm thấy một con bọ ngựa trong này thì có thể bạn sẽ phải thua đôi mắt cú vọ của đứa bạn bên cạnh mình đấy. Cố gắng tìm ra nó nhé. Để tăng độ uy tín cho đôi mắt của mình, vừa vượt qua được cậu bạn khó ưa bàn bên cạnh, mình đã cố gắng nhìn ra, đúng là có một con bọ ngựa đang leo trèo trên ngọn cỏ này nè. Chỉ có những thanh niên có tố chất nhạy bén của một nhà khoa học thì mới tìm được đường đi về sao hỏa cho người ngoài hành tinh kia thôi, mình tin bạn cũng có thể đấy. Rất nhanh và không sợ lạc, đó chính là đường số 2. Mình đang tưởng tượng một ngày người ngoài hành tinh tìm đường xuống trái đất, liệu bạn có tìm đường giúp họ giống như bây giờ không? Haha, thú vị thật! Có thể bức ảnh rất quen với các game thủ bởi chắc chắn được lấy bối cảnh trong game nào đó, nhưng điều khiến bạn nghẹt thở hơn chính là có một bóng ma ẩn giật trong này, đố bạn tìm ra. Wow, đúng là ma trong game có khác, ghê vãi. Trong trường hợp này thì mình khuyến cáo bạn không nên tưởng tượng, tại vì sợ vãi tè luôn ý chứ sao. Thử thách này thì chẳng còn ma để cho mà bạn sợ nữa. Nhưng mà bạn phải sợ rằng đôi mắt mình có vấn đề khi cố phát hiện ra con chim trong này. Chỉ hạ cánh nghỉ chân một tí thôi mà đã bị các thánh soi tia thấy rồi. Nhưng mà thật ra cũng không dễ dàng gì, mình đã phải tạm dừng video rồi phóng to lên thì mới thấy đó. Một chú sóc chuột ngụy trang tài tình có thể đánh lừa cả đôi mắt của thầy cô giáo luôn ý chứ, còn bạn thì mình không chắc có bị lừa hay không. Ấy ấy, khoan xem đáp án, các bạn nào mà tìm ra được con sóc chuột trước thì comment ngay xuống ô bình luận trước nhé. Đáp án của mình là con sóc chuột ở góc trái màn hình nè. Các nhà bác học cũng phải dừng chân để giải câu đố tìm đường siêu hại não này và rất cần khả năng nhanh nhạy của đôi mắt nữa nhé. Bạn hãy nối các vật dụng tương ứng với ngôi nhà bên dưới.
đáp án chính xác là 1. Con màu nâu, 2. Là bông hoa, 3. Là tất đỏ, 4. Là mũ, 5. Là ô tô, 6. Là găng tay xanh, 7. Là bánh sinh nhật. Có bạn nào trở thành thánh tìm đường không? Ý mình là tìm được đúng 7 đường đi ấy. Mạng xã hội lan truyền hình ảnh thử thách tinh mắt mới toanh toành, thách đố bạn tìm ra một khuôn mặt người không có lông mày mà chỉ 10% người chơi tìm ra. Nhìn chằm chằm vào những cặp mắt trong bức ảnh cứ ám ảnh làm sao ấy nhở? Nhìn mãi mới thấy người không có lông mày ở gần trên cùng bức ảnh. Có bạn nào bị như mình không? Nhìn hình xong nhìn ra bên ngoài vẫn cứ tưởng trăm cặp mắt đang nhìn mình cơ. Các bạn ơi, chú cún tội nghiệp đang bị lạc chủ. Các bạn nào tinh mắt, tìm bạn cún đó giúp chủ với. Chú cún tội nghiệp đang núp dưới gầm cầu ở bên kia kìa. Ai đó đang bị lạc cún thì vào nhận cún ngay nha. Nhìn cảnh công viên đông đúc màu sắc thế này, chỉ mong sớm hết dịch Covid thôi. Có bạn nào đồng ý với ý kiến của mình không nè? Trong 10 giây, để tìm được đường đi của quả bóng này tới cầu gôn một cách chính xác cũng phải xứng tầm một chiến thuật gia mới có thể ấy. Bạn hãy làm gì đó đi, để mình tin bạn làm được nào. Hãy comment ngay đáp án 1 hay 2 xuống dưới để khẳng định điều đó là được mà. Đáp án của mình là đường số 1. Đường bóng này hơi hóc và lắt léo đó nha. Wow, cậu bé này thật là nhiều đồ chơi, thích quá đi. Nhưng mà quá là bừa bộn nên không thấy bạn thỏ bông đâu. Đã thế lại còn khóc sùm cơ chứ. Bạn có thấy đâu không nhỉ? Kìa, vứt thỏ bông trong góc kia, lại còn không chịu đứng dậy tìm mà còn đòi mẹ chi nữa. Nói vậy thôi chứ ngày bé mình hay bạn đều có những tiếng khóc bá đạo đến nổ tai mẹ rồi ấy chứ. Bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc kỳ diệu của những chú chim hồng hạc, nhưng mà lạ lắm nhé, có vẻ có chú chim nào đó đang muốn thử đi dép. Bạn thấy không? À ha, có vẻ bạn bị đánh lạc hướng bởi câu hỏi đúng không? Nhìn xuống dưới chân hồng hạc chứ gì? Không phải đâu, đôi dép hồng đang được một chú chim nào đó cắp nách đây này. Hơi sang chấn tâm lý nhẹ, bạn có sẵn sàng không? Có một hình bóng kỳ lạ tới mức không thể tin nổi, liệu bạn có nhìn thấy? Có một chiếc bóng của nhân vật lạ lùng với khăn trùm đầu xuất hiện mở bên phải của bàn thờ. Đây là bức ảnh thật vào năm 1960, một mục sư đã chụp lại trong nhà thờ của mình sau khi rửa ra mới thấy điều kỳ lạ gây sốc toàn tập như thế. Bạn chắc chắn là tinh mắt rồi, nhưng sự tinh tế để nhận ra cô gái sexy nào đã kết hôn thì khó à nha. Nếu bạn đã biết rằng người ta kết hôn rồi thì nam hay nữ thường đeo nhẫn cưới vào ngón tay áp út. Và dĩ nhiên là ứng với cô gái đầu tiên rồi. Thật tuyệt, cả ba khiến mình không rời mắt đấy. Best trùng cuối dành cho bạn nào muốn lên đỉnh chiến thắng toàn diện, tìm đường giúp gà mẹ về với gà con nào, mình cũng tham gia tranh tài với bạn đó nha. Nhân tố bí ẩn nào tìm ra trước tiên nhỉ? Đáp án là đường số 3 nha. Nếu bạn thấy không thể tin được thì có thể dừng lại vài giây trước rồi tìm lại theo đáp án của mình coi. Ai đúng ai sai thì cuộc chơi đã kết thúc. Bây giờ là phần tranh tài gay cấn. Các bạn hãy comment tất cả mọi ý kiến và kết quả xuất sắc ngay bên dưới ô bình luận. Bạn nào bá đạo là biết ngay mà. Còn nếu mà vừa xuất sắc vừa được lên sóng vinh danh thì bạn thấy sao? Hãy comment thật ấn tượng, mình sẽ ngẫu nhiên chọn cho video sau. Dạo này sắp vào năm học rồi, nhanh trí chỉ tải lên đúng 3 video một ngày thôi. Các bạn nhớ sắp xếp thời gian học hành thật tốt, rồi sau đó đón chờ các video của nhanh trí vào giờ giải lao nhé. Bằng cách đăng ký kênh và bật thông báo này nha. Chúc các bạn đẹp trai xinh gái nhiều hoa điểm tốt. Mua!